Đây chính là thành quả của món gà chiên với lại lá móc mật của mình nhá. Trông con gà vàng ươm rất là bắt mắt, chỉ nhìn thôi là đã muốn ăn rồi. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng đi thực hiện cái món gà chiên với lại lá móc mật với mình nhé. Nguyên liệu để mình thực hiện cái món gà chiên với lại lá móc mật này bao gồm là một con gà mái. Con này được 1,2 kg nha mọi người nhé. Đã thịt xong tinh tươm hết tất cả rồi. 1 thìa nước mắm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước tương, 1 thìa mì chính, 1 thìa hạt lêm, nửa thìa hạt tiêu, 1/3 thìa ngũ vị hương, 4 nhánh sả, 1 củ hành, 1 củ tỏi, 1 nhánh gừng và 1 ít lá móc mật, cộng với một quả ớt ngọt nha mọi người nhé. Thì bây giờ để thực hiện được cái món ăn này, mình sẽ đi giã tất cả các nguyên liệu của mình ra, mình vắt lấy nước cộng với lại cái lá móc mật, sau đó thì mình sẽ tiến hành mình đem mình ướp vào con gà và mình sẽ mình chiên nhé. Tất cả các nguyên liệu bao gồm sả, gừng, hành, tỏi, ớt sẽ được mình cho vào trong khối để mình giã ra, mình vắt lấy nước nhé. Sau khi mà mình đã giã cái phần hành, tỏi, sả và gừng của mình cũng như ớt của mình đã vắt ra được cái bát nước này rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đem mình ướp nhé. Mình sẽ cho cái phần nước của mình vừa giã vào, phần nước tương này, nước mắm này, phần hạt lêm, mì chính, hạt tiêu cộng với lại ngũ vị hương, thêm phần dầu hào vào nữa, thêm cả cái phần lá móc mật vào nữa nhé. Mọi người sẽ lấy tay vò thật kỹ cái lá móc mật này ra để cho nó thơm cùng với cái phần nước của mình nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho con gà vào và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ướp nhé. Ta chả sát hết lên trên người con gà, cả vào trong cái phần trong con gà nữa nhé. Mọi người sẽ cho cả cái phần lá móc mật vào trong con gà luôn. Tất cả cái phần lá móc mật mình sẽ cho hết vào trong bụng con gà. Mình sẽ ướp con gà của mình ở đây trong vòng khoảng 30 phút để cho nó thấm gia vị đi. Sau đấy rồi mình sẽ tiến hành mình đem mình phơi cho nó khô đi, mình sẽ chiên nhé. Con gà của mình đã ướp ở đây được khoảng tầm 1 tiếng rồi đấy, cũng đã rất là lâu rồi, nó đã thấm gia vị rất tốt rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó ra để mình đem mình phơi khô nó đi nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một chút nước giấm pha với lại cái muối, 1/3 thìa muối. Sau đó chúng ta sẽ quét lên trên cái phần da con gà như này. Khi chúng ta chiên thì cái phần da con gà nó sẽ giòn và ngon hơn nhé. Đây là con gà của mình sau khi mà mình đã phơi được khoảng tầm 2 tiếng và kết hợp cùng với lại cái quạt để mình quạt nữa thì cái da của nó đã khô như thế này rồi, mọi người thấy không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho vào để mình chiên nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái chảo dầu rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho con gà. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng mình thưởng thức. Mình sẽ thử con gà xem sao nhé. Đây, mọi người coi, nhìn trông ngon không? Rất là tuyệt. chấm cùng với lại cái muối tiêu chanh này nhá. Gà có cái phần da này rất là ngon, mình sẽ lấy cái phần da ra nhé mọi người nhé. Đây cho một quả. Bên trong này, đây cái nấm mốc mật này mọi người thấy không? Đây là một trong những cái món mà rất là tuyệt vời. Anh chị và các bạn hoàn toàn có thể làm cho bữa cơm gia đình nhà mình thêm sinh động nhá. Rất là ngon đấy mọi người ạ. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu cảm thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào giải quyết hết con gà này nhé.